đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nhật Kim Anh bất ngờ hé lộ về hôn nhân tan vỡ. Tôi từng mơ về một mái ấm cho đến khi đối phương thay đổi đẩy tôi ra khỏi cuộc đời họ. Họ đã từng cho mình hạnh phúc, cho mình những viễn cảnh rất tươi đẹp về một mái ấm thật sự, nhưng rốt cuộc thì chẳng điều gì dễ dàng. Nhật Kim Anh nghẹn ngào khi chia sẻ về cuộc hôn nhân trong quá khứ. Mới đây, Nhật Kim Anh gây chú ý khi viết một tâm thư dài để điểm lại những biến cố và sóng gió trong năm vừa qua. Không chỉ thể hiện sự tiếc nuối khi bị mất số tài sản lớn, Nhật Kim Anh còn tiết lộ nhiều chiếc nhẫn kỷ niệm chưa kịp đeo cũng mất hút sau sự cố này. Đồng thời qua đây, cô cũng chia sẻ do áp lực và khủng hoảng công việc nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, sau tất cả thị bình của tiếng sét trong mưa đã có những chia sẻ đầy ẩn ý cho rằng chồng cũ là người thay đổi và đẩy cô ra khỏi mái ấm hạnh phúc. Trong tất cả, có lẽ điều khiến Kim Anh buồn mãi, cứ suy nghĩ mãi chính là tình cảm của những người mà mình đã từng nghĩ họ mãi mãi ở bên mình, đứng về phía mình. Họ đã từng cho mình hạnh phúc, cho mình những viễn cảnh rất tươi đẹp về một mái ấm thực sự, nhưng rốt cuộc thì chẳng điều gì dễ dàng. Không ai cam đoan bạn sẽ giữ được những điều bạn muốn mãi mãi, nhất là khi đối phương đã muốn thay đổi, muốn đẩy bạn ra khỏi cuộc đời họ, thì bạn chỉ còn cách học yêu bản thân mình hơn là yêu họ. Nhật Kim Anh cho biết cô đã trải qua một năm nhiều sóng gió và biến cố. Tuy nhiên, điều khiến cô buồn nhất là cuộc hôn nhân tan vỡ với chồng cũ Bửu Lộc. Hiện tại, sau gần một năm ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn đấu tố để giành quyền nuôi con trai. Được biết, sau khi ổn định về công việc và kinh tế, Nhật Kim Anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giành lại quyền nuôi con trai Bửu Long. Đó cũng chính là mong muốn và nguyện vọng lớn nhất trong năm 2020 của nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa. Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ ân ý cho rằng chồng cô thay đổi và cố tình đẩy cô ra khỏi mái ấm hạnh phúc. Trong năm mới, sau khi ổn định về kinh tế, Nhật Kim Anh sẽ quyết định giành lại quyền nuôi dạy và chăm sóc con trai cưng. Hiện tại, ngoài làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm lớn, Nhật Kim Anh còn sở hữu một ngôi biệt thự hoành tráng cực sang chảnh ở thành phố Hồ Chí Minh.